trái cây, heo với mâm trầu cao. Thì chính mấy ông uống rượu để nhận lễ. Chú Minh đi thăm nhà cho một số dĩa để thắp lên cúng ông bà. Mời ông bà họ là chủ hôn ngoài gái lên thắp hương để trụ mừng vui. Xong thì tôi cũng xin phép giờ gái là nhìn cái lễ thịnh đăng bái đường thì xin quý ông giờ gái uống rượu để nhìn cái lễ là cho ăn được. Dạ tiền làm là 4.000 đô. Thì xin quý ông uống rượu để nhận lễ. Không được. Để trình xuống với mình chụp. Rồi thì cái phần trình nữ trang thì cũng đã xong, thì thôi giờ cũng xin trình cái hiệp lành để mời cô dâu để qua những cái quà cưới.
Yêu là cười trên dưới hai nhà làm xui, mù bia chơi lánh chứng thánh mười ngày có tục cưng nuôi. Tân mặn nồng, yêu đậm sâu có đức tơ hồng, thì cũng không làm cho ta xa cách nhau. Em trong gào, anh cắm câu tới tối tấm đầu, một quyết đôi về làm dâu. Đêm bao ngày xuân đi qua, xin phép gia đình mẹ cha. Thật thà có
anh dù cho cách trở vẫn một lòng chung thủy sắt son. Thương em anh đừng sợ khổ, có em là anh sướng nhất luôn. Ơi lời hò ơi, có con sông dài đôi bờ. Ơi lời hò ơi, nhịp cầu tre lóng léo đưa dâu. Rước em về nhà anh mau mau, tháng năm chờ lắm em xanh sao. Mong ước cho đôi mình thắm nghĩa tình đầu bạc trắng long. Của cha mẹ là dựng dưỡng dục mình nuôi ra tới đất rồi thôi giờ. Là có một em của cô dâu, một em của cô dâu cũng có một cái phần quà để tặng cho trong cái ngày hôm nay cho hai anh chị. Thì mà cháu ơi, tiếng hát nghe
Rồi giờ tôi mời luôn ơi. Mời luôn mấy anh đi, mấy anh. Đây đây là tiền này. Tiền này giờ tự nhận. Bây giờ buổi lễ cũng đã xong, thời lợi giờ xin phép với ông cho hai cháu vào trong lễ. Cùng có mặt trong buổi lễ vô quy của Đoàn Nguyên Ân Hồng Nghĩa và chú rể Seo Trang Quang ngày hôm nay. Và lời đầu tiên cho phép Mỹ Hạnh thay lời cho gia đình và thay lời cho anh em trong ekip thực hiện chương trình âm thanh ánh sáng và dịch vụ trang trí tiệc cưới trọn gói Xuân Khánh. Không thể nào thiếu được dịch vụ nấu ăn chính thơm. Xin được phép gửi tặng đến tất cả quý vị lời chúc sức khỏe, lời chào thân thương và trân trọng nhất. Kính thưa hai họ, kính thưa tất cả quý quan khách kính mến, tình yêu và hôn nhân là một đặc ân hết sức cao đẹp mà tạo hóa đã ban cho mỗi con người chúng ta. Ai sinh ra và lớn lên cũng đều mong muốn tìm cho mình định nghĩa của hai chữ tình yêu, cũng như đi tìm một nửa còn lại của bến bờ hạnh phúc. Và ngày hôm nay con thuyền yêu đơn đã cập bến, một nửa con tim đã tìm thấy một nửa con tim. Ngày hôm nay cô dâu Hồng Nghĩa cũng đã tìm được hạnh phúc của cuộc đời mình là chú rể Seo Trang Quan, và cùng nhau tay trong tay đi đến đỉnh điểm của hôn nhân trước sự chúc phúc của gia đình cũng như tất cả quý quan khách cùng có mặt trong ngày trọng đại của Tân Lan và Tân Gia Nhân. Kính thưa tất cả quý vị, ai chắp cánh cho chim bay về tổ, ai tìm đường cho trai gái yêu nhau, tình yêu bắt đầu từ đôi mắt, ngày mai bắt đầu từ hôm nay. Và giây phút hạnh phúc này cho phép chúng tôi mời toàn thể quý vị sẽ cùng hướng mắt về sân lễ để cùng chào đón hai người hạnh phúc nhất, hai đóa hoa xinh tươi và rạng ngời nhất trong buổi lễ vô quy. Từ những đấng sinh thành đó là cha và mẹ. Và kính thưa tất cả quý vị, và trong buổi lễ ngày hôm nay sẽ thật sự ý nghĩa và đông đầy hơn nữa khi có được sự chứng kiến của những đấng sinh thành. Và ngay giây phút này cho phép Hạnh xin được phép ra mắt thành phần chủ hôn họ nhà gái. Trước tiên xin được trân trọng kính mời quý ông Trần Văn Minh cùng quý bà Lê Thị Quý hân hạnh là nữ chủ hôn và là song thân của cô dâu. Xin mời quý ông bà sẽ cùng tiến về sân lễ ra mắt tất cả quý quan khách. Và xin dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chào đón đại diện họ nhà gái. Chúng tôi trong ngày vui hạnh phúc. Kính thưa toàn thể quý vị, và ngày hôm nay hết sức là hân hoan khi được chào đón tất cả quý quan khách cùng có mặt tại Tư Gia để cùng chúc mừng cho gia đình chúng tôi chọn được dâu hiền rể thảo. Và cho phép đại gia đình xin được hân hạnh gửi tặng đến toàn thể quý vị lời chúc sức khỏe, lời chào thân thương và trân trọng nhất. Thưa tất cả quý quan khách kính mến, bổn phận và trách nhiệm của những người làm cha làm mẹ có nhiệm vụ dựng vợ gả chồng cho con cái, nhưng bên cạnh đó niềm vui đã được nhân đôi và càng lớn lao hơn khi ngày hôm nay những bậc sinh thành đã được nhìn thấy những người con thân yêu của mình, những món quà vô giá trưởng thành và lựa chọn đúng bờ bến yêu đương. Kính thưa toàn thể quý vị, và đạo lý uống nước nhớ nguồn đó là đạo lý mà mỗi con người chúng ta ai sinh ra cũng đều phải ghi nhớ. Ghi nhớ tình yêu thương của cha, sự đùm bọc của mẹ,
đã cho đôi trẻ có được ngày trọng đại hôm nay. Vào nghi thức lễ đầu tiên, Tân Lang và Tân Gia Nhân sẽ cùng dâng lên cha mẹ ly rượu tri ân. Cảm ơn cha, cảm ơn mẹ đã cùng chung tay tạo dựng cho chúng con có được nền tảng hạnh phúc. Xin dâng lên cha ly rượu tri ân. Xin cha từ nay nhận sao trang quan là rễ quế trâu về. Rượu tri ân, xin mẹ từ nay nhận sao trang quân là rễ quý. Này cho phép chúng tôi thay mặt gia đình mời toàn thể quý vị sẽ cùng sót thật đầy, nâng thật cao và ổn thật cao những ly rượu chúc mừng của mình lên để cùng hòa nhịp với gia đình chúng tôi trong giây phút chọn được dâu hiền rể thảo, và cũng như ly rượu cảm ơn tất cả quý vị đã cùng nhín chút thì giờ quý báu của mình cùng có mặt tại Tư Gia để cùng chúc mừng trong ngày trọng đại hôm nay. Xin mời một với gia đình chúng tôi trong giây phút long trọng vừa rồi, và được sự cho phép cũng như đồng thuận từ đại diện gia đình thì Mỹ Hạnh cũng xin được thay lời cho ông bà chủ hôn họ nhà gái một lần nữa gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến với tất cả những vị khách quý cùng có mặt trong buổi tiệc ngày hôm nay. Sự hiện diện đông đủ của tất cả quý vị đó là niềm vinh hạnh cho gia đình chúng tôi rất nhiều, và trong lúc tiếp đãi khó tránh khỏi điều sơ sót, mong tất cả quý vị sẽ cùng niệm tình thương mến thương với gia đình mà lần thứ bọn qua cho. Và cũng xin chúc cho toàn thể quý vị sẽ có một ngày tràn ngập niềm vui và của gia đình sẽ được an khang thịnh vượng. Xin chân thành cảm ơn. Và phần nhân rượu tri ân đã xong, xin được cảm ơn quý ông bà và xin mời quý ông bà sẽ cùng trở về bàn danh dự. Đang cùng tay trong tay thực hiện nghi thức rót rượu tình yêu. Chúc giò chú rể Seo Chan Kwon sẽ luôn giữ vững tay chèo để lèo lái con thuyền tình gặp bến bờ hôn nhân hạnh phúc. Chúc giò cô dâu Hồng Nghĩa sẽ luôn xinh đẹp rạng ngời, xứng đáng là người vợ hiền dâu thảo. Chúc giò Tân Lan và Tân Dây Nhân sẽ luôn được vĩnh kết đồng tâm trong năm hạnh phúc.
Sức giá đồng phu, ngày hôm nay ngày vui vui của cháu Hồng Nghĩa thì có tất cả quý bà con cô bác đến dự cái buổi lễ hôm nay, thì để cũng có tổ chức một cái buổi lễ sức giá đồng phu, thì thôi giờ cũng xin phép trước tiên thì mời chủ hôn nhòi gái lên thắp một nén hương để cho cháu nó ra được làm đẻ. Thôi giờ mà mời cậu ba với chú sáu đại diện nội ngoại mình uống một chung rượu cho cháu làm lễ. Rồi, rồi mời. Bây giờ phan chưa từ từ rồi cậu qua với chú sáu là bên cậu ruột, bên chú sáu ruột thì đã uống đi rượu rồi, xin phép và cậu qua cho cháu nó làm lễ gia tiên rồi cho cháu nó lại hay là xá, đó là thay thế ông nha, đó là thay thế ông nha. Ừ. Xá thôi giờ con quay vô xá hai xá, quay vô xá bốn xá, quay vô xá. Rồi buổi làm lễ gia tiên cũng đã xong, thì tới cái ông bà hiện tiền thì thôi giờ tôi cũng nói vậy, thì theo dòm qua dòm lại ông bà họ hiện tiền không còn, thôi giờ làm lễ trước mắt là bác đi, đây là có bác xui với cô hai, giờ cái đây mình tiếp làm là rót rượu cho con, rót rượu là con mời không ơi thì đấy để...
chưa? Đổ đồ đổ ra con bưng con mời. Con hút đủ ra là cho cô dâu mời, có cho cô dâu mời, cho cô dâu mời. Vậy đi. Bây giờ cũng xin chân thành cảm ơn bác Xuôi với cô Hai đã uống một rượu chúc mừng cho cháu trăm năm hạnh phúc. Rồi thôi giờ tiếp theo thì mời xin phép là với mấy ông vậy cho nữ làm thua, mời cô nữ uống một ly rượu, không biết là kêu bằng gì không biết. Món quà là tặng cô dâu thì xin phép bà gửi nhà luôn. Dâu dâu đưa tay nhận luôn, dâu đưa tay nhận. Đây đây con, đây đây. Chưa. Ngồi xuống đây là thấy mấy chú mấy bác bên đây. Gấp gì hết từ từ cũng tới. Rồi nhờ cái tiếp của hai. Thôi giờ chuẩn bị cũng bác cô thì lá tặng quà cho cháu thì giờ cũng cho phép là cháu nó lại là cháu rồi rồi thôi chế này con vô lấy này con sáng hai sáng. Rồi con đứng lên thôi, thôi giờ phần ghi lễ trong cái bằng trước bằng nhân tiên thì mấy cô mấy bác cũng đã xong thì bây giờ lên mời mấy chú cậu dưỡng thì cũng có uống một bánh rượu để chúc mừng cho cháu được trăm năm hạnh phúc. Rồi con rót rượu cho mời mấy chú mấy cậu. Thời gia tiên thì cũng đã mấy cô mấy chú mấy cậu mấy bác cũng qua xong thì thôi giờ xin phép mấy cô mấy bác làm trước cái phần lễ báo hiếu cha mẹ đi. Thôi giờ ngồi trong thế mà ngồi mãi chờ lâu quá, thôi giờ mời tất cả mấy cô mấy thím mấy mợ
thì vô để uống cái rượu để giúp phúc cho cháu một trăm năm hạnh phúc. Ở trong ngồi chạy ở trời, bây giờ núp núp ngoài trời. Trời ơi, vô núp núp sao lưng nữa, thằng mời trong người đi con. Tao chưa tới. Rồi, chúc mừng, chúc phúc cho cháu có trăm năm hạnh phúc. Thôi giờ mời mấy ngoài phía ngoài là mấy chú mấy cậu ai còn không? À, mang mấy chú cậu vô luôn đi, làm lúc đi. Rồi làm lúc đi để mấy cô mấy chị sao đi. Ừ. Để hồi quên mấy chú hoài khổ quá. Dạ, mấy chú mấy cậu ai mấy cậu còn phía ngoài còn không? Thôi giờ mấy dưỡng đi. Ai là dưỡng? Ai là một cái cấp dưỡng mình vào luôn. Nếu mà hết dưỡng thôi giờ cũng xin phép là mời luôn đi, còn tới sáng thì thôi đi để từ từ đi, sáng tới một luôn rồi. Mời hết. Cô. Ờ cô. À, trời ơi. Chạy nữa. Dạ mời người này đi sẵn cho thằng các bạn tôi. Đấy các bạn tiên lại với các bạn tiên và người ta. Giờ thôi mời hết mấy cô nha. Mấy cô mấy thím nào vô mình cái nói đuôi đi theo hoài hoài. Mấy cô mấy thím mấy mợ thì nếu quá giai cấp thì mình mời cái tiếp tục nói đuôi đi vô để uống một ly rượu chúc mừng cho cháu. Rồi mời mấy cô tiếp tục. Mấy cô tiếp tục. Mấy cô tiếp tục. Trời ơi, tại nhắc ai bây giờ cũng đúng không? Cô Bảy đứng dậy vô uống một chén rượu. Không tặng cần tặng quà uống miếng rượu. Trời ơi. Ngon không cô Tư? À. Rốt cô Út này đầy đó con. Có câu thì là đầy nó chưa. Cái ly gỗ gốc là đầy giúp con. Cạn co em. Ừ. Bây giờ xin phép mời. Bây giờ thì có xin phép là gì vậy? Có thì để đền đáp cái công ơn báo đáp là công dưỡng dục trên thành.
thì hôm nay sanh con ra là 9 tháng cô mang 3 năm ầm mộng nuôi con đến ngày không lớn. Hôm nay để đến ngày là yên bề gia thất là dựng vợ gả chồng thì bổn mận làm con không biết lấy chi đền đáp để cảm ơn cha mẹ. Thì hôm nay buổi xuất giá đồng cô ngày mai về bên chồng thì con mới kính dâng cho cha mẹ chung rượu để đền đáp cảm ơn cha mẹ. Thì thôi giờ con mời thì cha mẹ uống một cái ly rượu để đền đáp công ơn để con nó làm đến công ơn. Thôi thì cái này chưa thì cái con cháu nó để là nó con cha mẹ thì cha mẹ nó cho cháu nó xá hay là lạ lại thì đó cha mẹ quyết định nha. Rồi thôi cha mẹ thống nhất là cho con xá thì con xá đi à xanh con xá chung đi xanh ngay tên này. Cha mẹ có quà gì tặng thì cứ đứng dậy mạnh dạn. Cô đeo đi, cô vô, cô đeo đi. Cô đeo đi. Cô cho cô đeo đi. Cô cho cô đeo. Người cầm để rớt. Rồi thì còn cha có gì không cha? Rồi thôi về tiếp theo thì tôi xin mời tất cả quý anh quý chị nha. Ai là anh chị? Anh chị trước đi. Anh chị của cô dâu thì đến cô uống miếng rượu. Chị hai đâu? Rồi anh ba đâu? Mời chị hai anh ba. Chị hai vô trước anh ba kế tiếp. Rồi phía ngoài ai có anh chị ai là giai cấp anh chị mời vô luôn. Khoan ngoài giai cấp anh chị. Còn anh chị không? Từ người đây em mời từ người con mời từ người con trời ơi, ba móc hộp ra rung quá trời rung. Cái hộp đỏ, cái hộp gì mà rung quá trời. Rồi tới ba mày anh năm bước vô năm. Đây là chị hai, anh ba, anh năm là anh ruột của cô dâu. Rồi chị năm rồi thôi chị năm. Anh cô dâu
giao trời, anh kéo bị giao trời. Cãi không à. Mày là đâu có cãi nữa hả? Rồi đó tình thương của anh em của cô dâu. Giờ mời quý chị đi, ai phía mà ai là còn là giai trai cấp chị. À mời giai cấp chị là chị bạn ha chị. Chị bạn luôn đi, cho giai cho chị tới em. Thôi. Thôi rồi thôi giờ bên phần chị không có, thôi giờ mừng các em của cô dâu nha. Em cô dâu nào là em nào mà có cái đến đây dự thì vô uống cái quyến rượu để cho phúc cho chị mình nó được trăm năm hạnh phúc. Mời tất cả em và em mà nam nữ luôn nha, phải em mà nữ không nha. Đó là em của cô dâu. Rồi đó em của cô dâu. Khoan mày đấy còn một tí. Rồi là vậy là một đứa em út, có cô dâu phụ đứng kế bên, hai đứa bay uống hai ly. Rồi cạn hết rồi. Lỗ tay coi. Rồi cô vô phụ ơi, rót hai ly rượu tới một đứa em trai, một đứa em út trong gia đình. Thì ngày vui của chị thì em cũng muốn vô để tặng cái. Ủa trời ơi, còn con nữa hả? Trời ơi, còn nữa hả? Nãy giờ lù lù hoài. Đây là cũng em của cô dâu. Hôm nay là em cô dâu. Rồi uống ly rượu chúc phúc cho ngọt đây con. Không, không rồi. Thôi giờ kế tiếp và còn một đứa em trai, em út. Mà em út này thì cũng có một cô vô phụ. Em út này cũng đang là dòm ngó cô vô phụ chút xíu. Mời cô vô phụ với em út của cô dâu uống chung rượu để chúc phúc cho chị mình. Chị mình được trăm năm hạnh phúc. Nhớ không ngay bên nha. Không. Bên đây luôn. Cô vô phụ luôn. Mày giả, mày không mày giả đó. Rồi hai đứa hung chị mình trong cái ngày lễ hôm nay, hai đứa hung. Rồi. Rồi cô vô phụ với em út hung một miếng cái coi. Trời ơi trời. Cô vô phụ em út à. Cô vô phụ với em út mình lại hung miếng. Cô vô phụ em út hung coi. Hung nó cái ơi. Thôi em út kìa, thôi vô phụ. Rồi thôi giờ quay ra qua hôn cô vô phụ biết. Quay hôn cô phụ biết, quay hôn cô phụ biết. Để cho chàng hỏi tay cô. Có đại cô giọt. Đấy là tất cả. Mời các em gì đó thì của cô dâu thì cứ tiếp tục nói bước mình vô để uống miếng rượu. Dạ.
Bây giờ mời em của cô dâu, rồi mời tất cả bạn bè cô dâu mình nếu mà có mặt ở đây thì vô một cái ly rượu để chúc phúc chị mình, bạn mình của Trâm Hạnh Phúc. Nhắc này vô tặng làm tổng nước. Tiếp. Giờ mấy em mấy bạn rồi tới mấy cháu nha, mấy cháu nào có cái dự cái bữa tiệc hôm nay mấy cháu uống miếng rượu. Cái này mấy em mấy bạn kế tiếp là mấy cháu nha, mấy cháu nào nếu mà có mặt ở đây thì Dũng lên để chúc phúc cho cô, cho dì uống miếng rượu. Cô vô phụ nhiệt tình dốt rượu cho lẹ lẹ lên. Phía ngoài còn rất đông. Mời cô vô phụ nhiệt tình dốt rượu mạnh lên. Kế tiếp mấy em cái vô lẹ lên kế tiếp. Giờ trong cái chờ đợi phía ngoài còn đông lắm nha, phía trước thì vô cái uống rượu rồi cái chút phút gì đó lẹ lên. Rồi kế tiếp mời kế tiếp. Giờ phía phần mấy em nè, phía mày còn ai không bước vô đây đến đây kết thúc chờ đợi phía em bước vô luôn bước vô kế tiếp luôn. Rồi phía em nào không biết là dây nhà em này, nhưng mà còn chậm trễ cái người đó không biết sao. Mời tất cả quý em. Rồi mời làm lễ nha. Thank you.
Rồi cứ kế tiếp, kế tiếp vào. Nè, đứng cầm rung tay. Đã thật quá rồi. Nè, thật quá rồi. Mười mấy phút rồi. Nè, xài rồi. Nè, xài rồi. Rồi đi, bây giờ. Đó, đúng. Đó, đúng chữ được. Nhìn. Mấy mấy chị nhớ uống một cái chuộng nha. Rồi nhớ nhớ mời mấy em mấy chị mình uống một chung rượu để chúc phúc ngày lễ du quy. Mình lấy cam ra thì rót rồi. Rồi mời 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 kế tiếp vô luôn. Rồi. Quý ông, quý bà và cùng quan viên này họ được nhiều sức khỏe, hạnh phúc. Chúc cho cô dâu, chú rể được trăm năm tình viên mãn, bạc đầu nghĩa phô phê. Xin một tràng pháo tay thôi. Rồi rồi, cũng xin thay mặt gia đình mình trở lại cái vị trí bàn tròn dùng để bữa tiệc rượu trà để chung vui với gia đình ngày hôm nay. Rồi xin kính mời. Tiếp theo thì tôi xin mời tất cả quý anh, quý chị nha.
Ai là anh chị? Anh chị chứ đi. Anh chị của cô dâu thì đến cô uống miếng rượu. Chị hai. Chị hai đâu? Rồi anh ba đâu? Mời chị hai anh ba. Chị hai vô trước, anh ba kế tiếp. Rồi phía ngoài ai có anh chị, ai là giai cấp anh chị mời vô luôn. Khoan khoan khoan, ngoài giai cấp anh chị. Còn anh chị không? Ủa em giới thiệu mà vậy đó. Từ người đi, em mời từ người con, mời từ người con. Trời ơi, em ba móc hộp ra rung quá trời rung. Cái hộp đỏ đỏ, cái hộp gì mà rung quá trời. Đó là mùa lon. Mùa lon đây anh ba ơi. Rồi. Rồi tới là mày anh năm biết vô năm. Đây là chị hai, anh ba, anh năm là anh ruột của cô dâu. Rồi chị năm rồi thôi, chị năm. Anh cô dâu trời. Cãi không à. Mày là đâu có ai hả? Rồi đó tình thương của anh em của cô dâu. Giờ mời quý chị đi, ai phía ngoài ai là còn là giai cấp chị. À mời giai cấp chị là chị bạn ha chị. Chị bạn luôn đi, cho giấy cho chị tới em. Thôi giờ bên phần chị không có, thôi giờ mừng các em của cô dâu nha. Em cô dâu nào là em nào mà có cái đến đây dự thì vô uống cái miếng rượu để cho phúc cho chị mình nó được 150 phút. Mời tất cả em. Dạ em mà nam nữ luôn nha, không phải em mà nữ không nha. Đó là em của cô dâu. Đó là em của cô dâu. Khoan mày đấy còn tí. Rồi là vậy là một đứa em út có cô dâu phụ đứng kế bên, hai đứa bay hiểu hai ly. Rồi cạn hết rồi. Lỗ tay coi. Rồi cô dâu phụ ơi, rót hai ly rượu tới một đứa em trai, một đứa em út trong gia đình. Thì ngày vui của chị thì em cũng muốn vô để tặng cái. Ủa trời ơi, còn con nữa hả? Trời ơi, còn nữa hả? Nãy giờ lù lù hoài.
Đây là cũng em của cô dâu. Hôm nay là em cô dâu. Ba làm đâu rồi? Ba làm cái luôn. Vô uống đây. Đi đâu? Rồi uống ly rượu chút phút cho ngọt đây con. Không, không rồi. Thôi giờ kế tiếp và còn một đứa em trai, em Út. Mà em Út này thì cũng có một cô vô phụ. Em Út này cũng đang là dòm ngó cô vô phụ chút xíu. Mời cô vô phụ với em Út của cô dâu uống chung rượu để chúc phúc cho chị mình. Chị mình được trăm năm hạnh phúc. Nhớ không ngay bên nha. Bên đây luôn. Cô vô phụ luôn. Mày giả, mày không hung mày giả đó. Rồi hai đứa hung chị mình trong cái ngày lễ hôm nay, hai đứa hung. Rồi. Rồi cô vô phụ với em Út hung một miếng cái coi, trời ơi trời. Ờ cô vô phụ em Út à. Cô vô phụ với em Út mình lại hung miếng. Cô vô phụ em Út hung coi. Hung nó cái ơi. Hùng, em Út kìa, ngồi vô phụ. Rồi, thôi giờ quay ra qua hùng cô vô phụ biết. Quay hùng cô phụ biết, quay hùng cô phụ biết. Để cho chào hết tay cô. Có đại cô vô. Vô cái tất cả. Mời các em gì đó thì của cô dâu thì cứ tiếp tục nói bước mình vô để uống miếng rượu. Bây giờ mời em của cô dâu rồi mời thân tất cả bạn bè cô dâu mình nếu mà có mặt ở đây thì vô một cái ly rượu để chúc phúc chị mình, bạn mình của trăm hạnh phúc. Nhắc lại vô tặng làm ở tiếp cả tiếp. Giờ mấy em mấy bạn rồi tới mấy cháu nha, mấy cháu nào có cái dự cái bữa tiệc hôm nay mấy cháu uống miếng rượu. Cái này mấy em mấy bạn kế tiếp là mấy cháu nha, mấy cháu nào nếu mà có mặt ở đây thì Dũng lên để chúc phúc cho cô cho dì uống miếng rượu. Mình nó lại vô nhiều chuyện quá. Ok, gì đây. Hãy
rồi à, cô vô phụ nhiệt tình dốt rượu cho lẹ lẹ lên. Phía ngoài còn rất đông, rất đông, rất đông. Mời cô vô phụ nhiệt tình dốt rượu mạnh mạnh lên. Ghế tiếp mấy em, cái vô lẹ 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 lên ghế tiếp. Ôi, giờ trong cái trời đại của phía mày còn đông lắm nha, phía trước thì vô cái uống rượu rồi cái chút phút gì đó lẹ lẹ lên. Rồi kế tiếp mời kế tiếp. Giờ phía bằng mấy em nè, phía mày còn ai không bước vô đây đến đây kết thúc trà đại phía em. Bước vô luôn bước vô kế tiếp luôn. Rồi phía em nào không biết là dây và em nhưng mà còn chậm trễ cái người đó không biết sao. Rồi tất cả quý em. Rồi. Mai làm lễ. Rồi cứ kế tiếp vào. Mấy đứa cầm rung tay. Thật quá rồi. Thật quá rồi. Mười mấy phút rồi. Nè, xài rồi. Nha, xài rồi. Rượu bia rồi. Bây giờ. Đó, đúng. Đó, cũng chịu được. Nhìn. Mấy chị nhớ uống một cái chuộng nha. Rồi nhớ mời mấy em mấy chị mình uống một chung rượu để chúc phúc ngày lễ vô quy. Lấy cam ra rồi mời kế tiếp vô luôn. Rồi đau lưng
Giờ phần mấy chị mấy em phía ngoài còn ai nữa thì chưa hề bước vào. Giờ mấy cháu không có cháu nào vô tặng quà cho cô cho chú không? Thì thôi buổi lễ xuất giá hôm nay cũng đã kết thúc. Thì thôi giờ tôi cũng xin kính chúc quý ông quý bà và cùng quan viên họ được nhiều sức khỏe hạnh phúc. Chúc cô dâu chú rể được trăm năm tình viên mãn, bắt đầu nghĩa phô phê, trên một tràng pháo tay thôi. Rồi cũng xin thay mặt gia đình mình trở lại cái vị trí bàn tròn dùng cái bữa tiệc rượu trà để chung vui với gia đình ngày hôm nay. Rồi xin kính mời. Xuống gì đâu, mấy u 30 còn ăn còn chơi lấy giỏi làm gì? Lớn sau chồng sai, nó tán mặt tay là thú hết cuộc đời luôn á. Yeah.
ấm không? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.